Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp bao phải không? Con mà áo đấy bữa là thế sao?
chiều là chỉ có đi chợ. Hàng lớn màu xấu xấu luôn.
lên trong một rồi thì thôi lượm ơi. Chào chị Hải Hoàng nha. Tao thun quá trời. Ăn chỉ ở với tua thôi chứ không ở với chị hết đâu.
Chào Hoan Hoan nha, xỉn bục Hoan Hoan nha. Hàng xỉ đồng giá 2x thôi, chỉ 2x thôi. Chào Ruby Love nhé, bạn có thể check hàng qua số điện thoại Zalo mình ghi mời bình luận đấy. Ok Ruby Love cho chờ một xíu mình đồng ý. Nhà không lấy lệ.
Đây, chị Diệu. Chào hạnh phúc ảo, chào ta tiên. Cây này bị gì nó hạn chế chúng ta. Đâm đúng có, dung đúng có nhá anh Lê. Đấy, đầy đủ tất cả các mẫu, không thiếu gì luôn. Đầm, áo, đồ bộ, chân váy, quần đôi. Bao nhiêu lên 100 cái xỉ nguyên ri nhé, giá 2x nhé. Cắm cái giá 28, quanh lên nhé.
Mình ở Sài Gòn nhá. Số ở Sài Gòn nhá. Có gì liên hệ cho số điện thoại mình kiếm lên bình luận đấy. Đầm các kiểu đầm gì của đồ bộ trong cái giá 28 bằng Minh là anh nhé. Quận Tân Bình bạn anh về quận Tân Bình nhé, quận Tân Bình nhé. Có gì cứ liên hệ vào số điện thoại mình ghi lên trên bài viết nhé. Yêu lo cho mẹ thôi chứ lo nghĩ tới con đó chị vợ tiếng hại nữa mẹ yêu thì cũng khôn nữa.
Con này tiếng Hăng à? Đây là bên Hăng à? Chị phải hỏi chứ ấy. Bên ta năm ngoái thấy nhiêu, năm nay thấy nhiêu ấy? Mua năm ngoái nhiều thật, năm nay nhiều, năm nay nhiều.